từ kênh Telegram World Brothers cho biết rất nhiều binh sĩ Ukraine tử trận đã bị bỏ lại ở làng Ocheretin. Kênh World Brothers cũng đã đăng tải đoạn video binh sĩ Nga tiến vào trận địa này. Sau khi Moscow chiếm được khu đỉnh cư, hàng núi xác của các quân nhân phía Kiev vẫn còn trên lãnh thổ. Họ là những người cố gắng giữ vị trí của mình đến cùng, nhưng không thể thoát khỏi đợt tấn công dữ dội của Nga. Kênh World Brothers cho biết, các chiến binh của nhóm trung tâm đã cho thấy những gì còn sót lại của Ukraine những người đã cố gắng phòng thủ ở Ocheretin. Hướng Abdiivka hiện đã trở thành một nghĩa trang thực sự của quân nhân Ukraine cùng khí tài NATO. Tại khu vực này, hàng nghìn chiến binh đã bỏ mạng vì mệnh lệnh tử thủ của Kiev. Trên thực tế, quân Ukraine cũng không đạt được sự thống nhất về việc phòng thủ hay rút lui về hậu phương. Ocheretin giờ đã trở thành một khu định cư mới, nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga, cho phép Moscow chiếm giữ các vị trí chiến lược mới giờ đây các chỉ huy ukraine đang cố gắng tập trung các đơn vị ở chasopia tuy nhiên hiện nga kiểm soát hầu hết các con đường đến thành phố này nên ukraine chỉ có thể điều động lực lượng dọc theo các tuyến đường nông thôn vốn tiềm ẩn nhiều rủi ro